sao được chứ? Giải quyết nhanh tôi cả đi, lập biên bản cho tôi hoặc xin lỗi tôi. Lòng tự trọng có vẻ hơi cao đấy. Dân sai dân chịu trước pháp luật, còn chúng ta sai thì chúng ta kiểm điểm rút kinh nghiệm đấy hả? Nếu mà sai thì phải xin lỗi đi, không phải có mỗi mình các ông không chịu xin lỗi đâu, bao nhiêu đội xin lỗi tôi đấy. Các ông mà cứ để như thế này là các ông đừng vi phạm vào điều 12 trong luật xử lý vi phạm hành chính nữa kìa, những điều cấm á. Xử lý sao đâu vậy? Sao đứng giờ cứ quay mông quay ấy hết lại vậy? Tôi nói trước này, tôi hẹn giờ để người ta đi giao hàng đấy. Mà tôi giao hàng là bây giờ tôi đi đến tận ở dưới Tiền Giang cơ. Tôi nói trước với đồng chí đấy, chứ còn đừng có để làm muộn giờ của tôi. Lập biên bản cho tôi, còn không thì đứng ra mà xin lỗi người dân. Rồi. Giờ xong chạy lên xe luôn kìa. Vãi ạ. Ông cấp tá mà còn như vậy hả? Riêng ông tôi sẽ không tha. Dù sao thì hai anh đại úy có gì thì cũng phải là bị hôm đấy cũng chỉ giải tình thì cũng chỉ bị án oan thôi, còn ông này sẽ bị hơi bị nặng đấy. Đừng có nhây với ai, nhây đúng phải chùa rồi. Sai thì phải biết xin lỗi chứ. Ngày trước khi tôi đã còn nhỏ, mẹ tôi còn dạy bảo nếu mà sai phải xin lỗi. Và vậy. Hỏi ông hay sao? Cái biển R415 mà còn đi đòi bắt R412, đến cái biển báo mà còn không nhận thức được thì lấy cái gì mà đi xử lý vi phạm hành chính? Mẹ còn các ông cứ đụng vào mấy cái thằng mà đi chạy xe thuê. Không chạy thì tôi nghỉ và chạy xe khác. Ngày trước em cũng không biết là em cũng có nghe một số anh em nói là ở đây có bắt cái lỗi xe làm. Đấy, thì hôm nay em đi tình cờ, chắc mấy đồng chí với em này chắc có lẽ không coi ngày. Lỡ ngỡ vỡ huy chương. Nói xuống lại câu là nói xuống lại một câu là có làm biên bản không? Không, không làm biên bản thì đồng chí phải làm gì? Chẳng lẽ cái lời xin lỗi còn phải bắt tôi chạy đồng chí nói? Chẳng lẽ gì là quà, tôi làm anh không, tôi cái gì phải chứng minh anh, có bằng chứng tôi phải xử lý anh. Ê, đồng chí á, bây giờ nãy là đừng có khô khô tay như vậy đồng chí. Đồng chí nói được nghe, thì đồng chí nói đừng có khô tay trước mặt tôi như vậy. Bạn đã học tôi nói rồi. Hồi nãy á, đã đi đúng rồi. Đồng chí đang có hình mà. Tôi coi lại tôi không rõ, tôi không xử lý anh, tôi nhắc nhở anh. Tôi cần nhắc nhở. Tôi yêu cầu đồng chí phải xin lỗi tôi. Đồng chí hơn 20 phút của tôi rồi đấy, tôi nói trước với đồng chí à. Tôi không cần nhắc nhở. Ông biết luật xử lý bạn hay chảy nhau, nếu mà ông không đủ căn cứ thì ông phải xin lỗi người dân chứ. Thế ông dừng xe lại tôi với mấy ông để nói chuyện à?
giấy cho tao đây. Tôi không muốn gõ hình ảnh, tôi không giúp anh được ha. Nếu gõ hình ảnh, tôi lấy anh. Xử lý cái gì? R415, R412 mà kiểu tả mà còn không biết được cái biển báo. Tôi nói này, ông không xin lỗi tôi á, ngày mai tôi có đơn tố cáo lên, tôi làm cho chức vụ quyền hạn, thách nhiều người dân. Và kiểu tả mà như kiểu học sinh mới ra đường.